kim phạm xin gửi lời chào đến cô chú và anh chị em cảm ơn cô chú và anh chị em rất là nhiều luôn yêu mến cũng như là ủng hộ video của gia đình kim phạm usa gia đình kim phạm usa luôn mến chúc cô chú và anh chị em thật là nhiều sức khỏe nha trong video hôm nay kim sẽ cập nhật thông tin mới về cái gói cứu trợ lần thứ hai cũng như là những người thượng viện bên thượng viện của đảng cộng hòa nói gì cũng như là thời gian khi nào thì họ nghĩ rằng mình sẽ có thông tin về cái gói cứu trợ thứ hai này mời cô chú và anh chị em lắng nghe video nhé trong video hôm nay kim sẽ cung cấp cho cô chú và anh chị em cập nhật cụ thể hơn về cái thời gian cũng như là về cái gói cứu trợ thứ hai cũng như có cái khả năng là chúng ta có thể sẽ nhận được cái tấm chất thứ hai hay không thì mời cô chú và anh chị em lắng nghe video nhé thì trong video trước của Kim có thông báo cho cô chú và anh chị em là tổng thống Trump đã tuyên bố là ông sẽ thúc đẩy để người dân Mỹ có sẽ có được cái gói cứu trợ thứ hai. Và Kim cũng có nói là theo cái lời tuyên bố của những người thượng nghị sĩ ở bên Đảng Cộng hòa đó là họ có thể um, sẽ bàn tính về cái vấn đề này trong tháng 7. Và uh, có vẻ như là uh, đây là điều có thể là là đúng đó. Ok rồi, bây giờ mình sẽ nói tiếp nha. Thì theo thông tin của ngày 10 tháng 6 năm 2020 thì bên đảng Cộng Hòa họ muốn kiên nhẫn một chút xíu là vì họ nghĩ rằng có rất là nhiều chi tiêu thực tế còn lại để, để xem xét thì họ cũng nghĩ rằng là liên bang vẫn còn hàng nghìn tỷ trong cái giống như là đòn bẩy mà có thể đặt lên bàn để bàn thảo thì và khi các quốc gia bắt đầu mở cửa lại đó thì Đảng Cộng hòa muốn biết được là những cái gì đang diễn ra trong cái nền kinh tế và những cái chính sách mới nào có thể được kêu gọi để giúp đỡ tốt nhất cho cá nhân cũng như là cho những gia đình hoặc là doanh nghiệp thì theo cô chú và anh chị em cũng thấy đó thì từ từ à, mọi cái doanh nghiệp của nhiều tiểu bang khác nhau cũng từ từ đã mở cửa lại cho nên bên đảng cộng hòa họ muốn rằng họ à, đợi xem coi khi mà họ mọi cái doanh nghiệp mở cửa lại coi cái kinh tế như thế nào à, đợi họ biết được là trong những ai cần những cái số tiền trợ cấp cũng như là những individual à, họ muốn coi cái um, percent mà cái người thất nghiệp nó có tăng hoặc là nó có giảm cũng như là những cái doanh nghiệp cần đến um, sự giúp đỡ hay hay là những người uh, individual um, những người dân Mỹ cần giúp đỡ để mà họ tiếp tục. Và cái thời gian vào cuối tháng 7 là cái cửa sổ sớm nhất có thể cho những cái hành động lập pháp uh, tiềm năng này, có nghĩa là uh, mình có thể là trong dòng cuối tháng 7 thì mình sẽ có kết quả ha ông thượng nghị sĩ John Thun đã nói với các phóng viên rằng cái dự kiện mà của cái giai đoạn 4 là Pace 4 à, là sẽ mở cửa lại đó là sẽ qua vào tháng 7 nhưng không phải trước khi các mục à, khác được đưa ra trong cái chương trình mà nghị sự của thượng viện thì có nghĩa rằng là ông nghĩ rằng là trong tháng 7 à, thì mọi cái doanh nghiệp cũng như là à, nhiều tiểu bang sẽ mở cửa trở lại hoạt động bình thường nhưng mà à, bên thượng nghị sĩ những cái bên thượng viện đó sẽ không có đưa ra cái quyết định gì mới về cái gói cứu trợ trong đầu tháng 7. Bởi vì ngoài cái gói cứu trợ thứ hai này ra thì họ còn rất là nhiều những thứ khác đang nằm ở trên bàn của bên thượng viện để mà bàn à, bàn tính. Và thêm một thượng nghệ sĩ nữa cũng nói là họ sẽ thực hiện phần tiếp theo và nói về cái gói cứu trợ thứ hai sau ngày July 4. Theo lịch của những thượng viện thì chúng ta sẽ không có cái kết quả gì hết trước ngày July 4 nha cô chú và anh chị em. Nếu có thì sẽ có thể là từ giữa tháng 7 trở đi nha cô chú. Và bên cạnh đó thì bên đảng Dân Chủ cũng vẫn nói rằng Cái thời gian chờ đợi bên Thượng nghị sĩ à, cũng như là bên Thượng viện Bàn về cái gói cứu trợ thứ hai đã hết rồi à, Và bên đảng Dân Chủ còn nói là à, Chúng ta còn nhanh chóng vượt qua cho cái gói cứu trợ tiếp theo Để có thể giúp mọi người Nhưng theo lời của những Thượng nghị sĩ bên đảng Cộng Hòa Thì dường như là sẽ không có gì xảy ra trước hai cái tuần Mà họ sẽ nghỉ lễ trong tháng 7 nha cô chú Kim thật sự hy vọng là mang lại cho cô chú và anh chị em tin tốt về thời gian khi nào cái gói cứu trợ thứ hai sẽ được thông qua. Nhưng Kim đã hứa là sẽ đưa đến cho cô chú và anh chị em những cái thông tin chính xác và trung thực nhất về tất cả những cái thông tin mà Kim chia sẻ về gói cứu trợ thứ hai cũng như là cô chú và anh chị em đang theo dõi và quan tâm những cái dự luật của hai bên Đảng dân chủ và Cộng hòa đưa ra trong cái lúc này. Kim cũng không có muốn chia sẻ những cái thông tin không chính xác để cho cô chú và anh chị em có một cái hy vọng. Thì thực tế Kim nghĩ là thông tin về gói cứu trợ thứ hai sẽ không có cho đến khi gần cuối tháng 7. Nhưng nếu như Kim nghe được bất cứ cái điều gì thay đổi à, Kim sẽ cho cô chú và anh chị em biết nha. À lý do hôm nay kim chia sẻ cái video này bởi vì uh, uh, sau nhiều cái video trước thì kim nhận được những cái câu hỏi chẳng hạn như là ok um, khi nào uh, thì có cái gói cứu trợ thứ hai thời gian là khi nào đã thông qua chưa thì uh, có cô nhiều cô chú và anh chị em nghĩ rằng là nó nó chưa có thông qua mà cứ nói hoài còn có nhiều cô chú và anh chị em thì đang quan tâm về cái gói cứu trợ thứ hai cũng như là những cái dự luật mới gì đang có xảy ra thì cho nên kim mới làm cái video này mặc dù mình chưa có cái thông tin nhưng mà mỗi khi có cái gì à rụt rịch à, nói về cái này thì Kim chia sẻ liền để cô chú và anh chị em biết. Nhưng theo cái cảm nghĩ của Kim à, và bế son những cái lời nói của tổng thống cũng như là những thượng nghệ sĩ ở bên Đảng Cộng hòa thì Kim biết chắc chắn sẽ có gói cứu trợ thứ hai, nhưng mình không biết là cái tấm chắc thứ hai nó sẽ có hay không thì mình hãy mong đợi coi nó như thế nào nha cô chú vì vậy nếu như cô chú và anh chị em muốn cập nhật thông tin mới về cái dự luật cũng như là gói cứu trợ thì cô chú và anh chị em có thể bấm đăng ký ở bên dưới đợi mỗi khi kim ra video thì cô chú và anh chị em sẽ nhận được và cô chú và anh chị em nếu như cô chú nào đã đăng ký rồi thì kim phạm rất chân thành cảm ơn sự yêu mến cũng như ủng hộ của cô chú Kim không có hoàn hảo. Thông tin Kim chia sẻ trong video cũng do Kim đọc báo, xem news và nghĩ ra, nghĩ là những cái thông tin này hữu ích à và muốn mang lại cho cô chú và anh chị em nên Kim chia sẻ. Nếu trong video Kim chia sẻ không có gì chính xác, có gì không chính xác thì cô chú và anh chị em góp ý thì Kim sẽ tạm dừng video tại đây và hẹn gặp lại cô chú trong nhiều video nữa của của Kim Phạm.